nay. Mình cũng vô tâm một tí là mình không biết, không hề biết là sinh nhật của bạn Hương. Cho anh một cái micro nữa à. Cho một cái micro nữa. Cái này. Cho nên thì hôm nay thì ngoài cái hoa lúc nãy mình tặng cho bạn già thì ánh sáo nữa. Thì mình tặng cho bạn tất cả các quyền cái gì từ đây đến sau. Trời ơi, cảm ơn nhiều. Quý vị biết là cái câu này nó đáng giá ngàn vàng quý vị. Bây giờ một bài của Đông Thiên Đức viết ra nha, hơn 100 triệu một bài, không biết có bài chưa đó, em nói thiệt. Đặt bài đó, những gì nó thiệt đó nè. Đó, bây giờ tặng cái này là coi như là tặng một kho báu rồi. Đúng không, muốn hát bao nhiêu hát. Cảm ơn Đông Thiên Đức rất nhiều nha. Bây giờ anh em mình tham ca bài Đời Một Đời Lần Đầu nha. Rồi, cho em lên nha, cảm ơn quý vị. Em đứng đây nha, đứng bên kia. Lên sân khấu luôn nha. Thôi đừng học được, đứng này tại vì nửa bài sáng thì biết. Lát. Ok, đứng đây. Bây giờ á, mình hát nửa bài đầu ba lát, bạn hát với mình, tại nửa bài sau mình hát nhạc riêng biết. Ok, được chưa? Giờ hát bắt đầu, nửa bài đầu nha. Đi vào đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau một ngày vội vã, đàn chim nhớ tổ nhớ nhà. Tổ ấm bằng chiếc lá mà rộng lớn hơn cả thiên hà. Mất một chiều vội vã, đàn chim nhớ xót tìm về. Cứ sao người phải mất một đời như thế. Trong ngưỡng nhầm bao sân mà em phải nức nở nghẹn lòng. Phiêu du cùng gió rồi nắng cũng ngã về trời. Nếu em về thì anh sẽ chẳng sẽ nghe. Mấy mưa rồi anh mừng đời, trời đầy lấp vẫn bao nhiêu hạt mầu. Gió về rồi nhưng người nơi đâu? Cuối trời vời em vẫn đợi một người nói tình yêu em là lời. Kẻ thật lòng là yêu, kẻ yêu thật lòng người ta. Giữa hoang mang anh không đành nhìn người đó. Chờ những thứ không thuộc về nhau, giống như là đứng giữa phi trường đợi đợi một chuyến tàu. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thật sự là khi mà bài hát này mình sẽ phát ra tìm đến công việc mình mới biết cách trên đời này. Một ca khúc nó có hồn và nó tự nhiên cái chủ của nó. Dạ, xin mời bạn.